Hello mọi người nhá. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thời tiết của Hà Nội dạo gần đây thì cũng rất là đẹp nha mọi người. Buổi sáng thì nắng nhưng mà buổi tối thì lại se lạnh. Tuy nhiên thì đêm hôm qua đi ngủ thì mình thấy gió rất là to mọi người nhá. Đấy, gió rất to, đến sáng nay vẫn gió. Thì mình đang quan ngại về một số cái AV nhà mình xem có phải che chắn gì không. Các cái AV ở trong sân nhà mình thì chắc chắn là không sao rồi. Tại vì những năm gần đây nhà mình thả đều không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với cái AV to này thì mình đã quan ngại. Và điều đó đã xảy ra. Đấy, còn một em cuối lâm thôi mọi người ạ. Rất là buồn. Chỉ còn một em cuối lâm thôi. Hai con chim cuối lâm này là hai con mà gần như là thả đầu tiên vào trong cái AV này. Đấy, và gần như là chúng quấn nhau rất là tốt. Đi chơi rồi, ngủ lại cùng nhau luôn. Đây, mình đi một vòng xung quanh AV thì lại thấy là con chim cuối lâm này nó cứ quấn lấy ở cái chỗ khu vực này. Thì nhìn ra hóa ra là em chim cuối lâm kia đã bị mất nha mọi người nhá. Đấy, em nó đã bị mất, rất là buồn. Chắc hẳn là con chim cuối lâm kia nó cũng rất là buồn mọi người ạ. Mình thấy nó cứ quấn lấy từ lúc sáng đến giờ. Mình để ý thế. Thì bây giờ mình sẽ nghĩ là khả năng cao là gió thôi mọi người ạ. Chúng gió luôn, chứ còn về thức ăn với hoa quả nhà mình lúc nào đầy đủ mọi người. Đấy, chắc chắn là đầy đủ luôn. Về nước thì yên tâm rồi, còn thức ăn thì nhà mình có 3 cống cơ. Đấy, 3 cống thức ăn. Còn hoa quả thì nhà mình cũng thường xuyên bổ sung nhá. Đây, thức ăn này có đủ, vẫn đủ mọi người ạ. Mình chưa cho ăn thêm. Đây, các cống nó vẫn nguyên vẹn từ lúc hôm qua đến giờ. Nhà mình thường là một ngày phải cho ăn 2 lần. Đấy. Vẫn còn. Thế mà lại bị mất. Thường là những cái con quế lâm này nó lại ngủ ở trong cái khu vực tán lá ở cây đa kia. Rất là kín gió. Đấy, không hiểu nguyên nhân tại sao. Nhưng mà khả năng cao là trúng gió. Nhưng bây giờ mình sẽ phải đi làm cái việc mà mình cần làm, nên làm. Đấy, là cho em nó yên nghỉ, nghỉ ngơi. Rất là buồn, AV nó nhạt hẳn đi. Đấy thì về một số vấn đề về AV cũng như là tiện lợi cũng như là bất tiện của AV thì đợt tới mình sẽ ra nhé mọi người nhá. Mình sẽ ra một cái video như vậy để cho những ai mà đã và đang sử dụng AV thì mọi người có thể hiểu rõ về cái vấn đề về AV này. Tuy nhiên thì nó cũng rất nhiều mặt hại mọi người nhá. Đấy, AV cũng rất là nhiều mặt hại. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái bay nhỏ nhà mình để đào đất mọi người nhá. Đào đất. Mình sẽ làm đúng chỗ này luôn. Đấy. Thương quá mọi người ạ. Không hiểu lý do tại sao mà lại mất được. Rất đáng thương. Nhà mình tới tới cũng sẽ đi mua thêm mấy loại chim nữa. Nhưng mà phải mùa hè mọi người nhá. Cái đợt đó thì sẽ rất là nhiều chim mọi người nhá. Mùa chim sinh sản. Cũng như là cái AV nhà mình cũng ổn định rồi. Đợt này thì nhà mình tính là cũng thả, gọi là thả thử nghiệm thôi, xem tình hình thế nào. Đấy, mà mới đầu đông đã một em ra đi rồi. Buồn quá. Đấy, hy vọng là em nó ở đây sẽ phù hộ nhá. Đấy, giúp đỡ các anh chị em ở đây. Đấy. Nó cũng mới mất mọi người ạ, mới mất thôi. Người nó vẫn mềm, không chưa cứng lắm. Đấy. Mình sẽ phân đất vào. Rồi. Thực sự là buồn mọi người ạ. Đấy, AV nó nhạt hẳn đi. Mà con cái chính là em chim cuối lâm kia cũng nhạt, cũng buồn theo. Nó cũng buồn theo chứ không phải là nó vui vẻ gì, nó cứ cuốn lây từ nãy giờ. Đấy, cho nên là những cái AV như thế này mọi người nên là quan tâm hơn đấy, cũng không phải là đơn giản đâu mọi người ạ. Làm một cái AV này thì làm được rồi, xong mình còn chăm nó nữa, cũng không phải đơn giản. Đây là nhà mình còn chỗ này còn nhiều cây cối ấy nhá, nhiều cây cối cũng như là nó kín hơn đấy. Thực ra là cái mô hình này nhà mình cũng rất là thiên nhiên rồi đấy, nhưng mà do thời tiết khả năng cũng khắc nghiệt quá và có khi là ở trong cái AV này cũng chưa thực sự đủ chất mọi người nhá. Đấy, chưa đủ chất, nó sẽ là thiếu chất cho nên là nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe con chim. Đấy, chỉ có thế thôi mọi người ạ. Nguyên nhân nó chắc là chỉ có thế. Bây giờ mình cũng sẽ đi bồi bổ thêm cho chúng.
Đấy, khi mà mọi người thấy khi mà mất một con thì mọi người càng phải chú ý hơn đấy về các về nuôi chim cũng như là chăm sóc nó, càng phải chú ý hơn. Nó kiểu như là một cái gáo nước lạnh để dội vào mặt mình mọi người. Đấy, mọi người tỉnh luôn đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi tăng cường cho chúng ít sâu. Đấy, sâu quy. Với hy vọng là sẽ ổn hơn. Vì mùa đông này rất cần mồi mọi người nhá. Mùa đông này thì chim nào cũng thế thôi, cần mồi lắm. Nó sẽ tăng cường cái sức đề kháng cũng như là nó khỏe hơn. Cũng như là mùa đông mọi người cũng nên là ăn nhiều hơn đấy. Ăn nhiều hơn bình thường thì cái sức chống chịu mọi người sẽ tốt hơn. Gà quấy nhà mình cũng thế, phải cho ăn ít mồi nữa, không thì không chịu được mọi người ạ. Đấy, nó cứ yếu dần thôi. Nuôi gà chiến mà với cả nuôi gà trọi mà yếu dần như này thì có lớn lên cũng không làm gì được. Mình sẽ bồi bổ thêm cho chúng. Đấy, ít sâu quy mọi người nhá. Sâu quy thì cái tác dụng của nó là trông nó bé thế thôi mọi người ạ, nhưng mà cái vỏ nó rất là cứng. Cái vỏ nó cứng như vậy thì nó sẽ rất là khó tiêu mọi người nhá. Khó tiêu, và con sâu quy này nó rất là nóng. Nó là con chim nó nóng hơn. Đấy, thế này nó sẽ rất tốt. Đây, quế lâm này mọi người. Con này nó rất thuần, hai con này nhà mình nó rất vui và rất thuần luôn. Mình cũng thường xuyên là cho ăn mồi mọi người, chứ không phải là không cho. Nhưng mà khả năng là trúng gió thôi. Trúng gió quá. Đấy, bây giờ còn mỗi mình nủi thủi. Thời tiết miền Bắc đợt này vẫn còn đẹp mọi người ạ. Vẫn còn rất là đẹp luôn. Thời tiết vẫn còn ấm. Còn vào ra riêng hoặc là trước ra riêng ấy thì thời tiết thì thôi rồi thôi mọi người. Có những tuần vừa mưa vừa rét, nhiệt độ xuống đến khoảng tầm 90 độ. Đấy, thì lúc đó mình biết là nó sẽ như nào. Đấy, chà mào với cả ngũ sắc cũng đang là tìm mồi, mình sẽ xa ra một tí để cho chúng xuống ăn. Đấy, ngũ sắc này cũng rất hay mọi người. Nói chung là đối với những anh em mà chơi AV, nếu mà ghép sinh sản thì mình không nói làm gì rồi. Nhưng mà đối với mà anh em chơi cảnh ấy, thì chắc chắn là ngũ sắc quế lâm là cái hai cái dòng chim mà nó lại ngon bổ rẻ. Đấy, rất là không thể thiếu được trong một cái AV mà mọi người nuôi cảnh. Chúng lại vừa sở hữu cho mình một cái màu sắc rất là đẹp này. Thứ hai là cái tính hoạt động và tính bay nhảy đó rất là tốt. Nó làm chúng ta là cảm thấy nó vui vẻ. Cái AV nó sinh động hơn. Cái tiếp đến là cái giọng hót nó cũng tốt mọi người nhá. Rất là mau mồm luôn và vui. Khiến cái không gian cũng như là cái AV mình nó sôi động lên hẳn. Chứ không như là các dòng chim khác. Mà nuôi nó thì cũng dễ và đơn giản mọi người ạ. Đấy thì thường là những cái dòng quế lâm cũ sắc này nó sống ở trên những cái khu rừng ấy. Khu rừng ở trên Tây Bắc. Đấy, ở trên cái khu vực Sapa các thứ. Thì nó sẽ là rất là chống chịu được cái thời tiết mà mùa lạnh này mọi người nhá. Mùa lạnh này nó sẽ chống chịu tốt hơn các dòng chim khác đấy. Đấy thì mình cũng sẽ cho thêm một chòi lửa để nó ăn này. Con chòi lửa này nhà mình lông rất là xù. Con đực này. Đấy, khả năng là thiếu nắng mọi người ạ. Trong cái AV này nó cũng gió, cũng bị hơi bị gió và nắng. Thì có lẽ là tí nữa mình cũng sẽ chuyển con chim chòi lửa này ra cái AV to rộng kia và ghép một đôi sinh chà mào sinh sản ấy nữa. Đấy, chắc là sẽ ổn thôi. Đấy, cái đôi chà mào mình đã ghép ở cái khu vực AV rộng kia ấy, nó đã ghép đi đôi với nhau mọi người nhá. Đấy, thì con trống kia nó đi được cả hai con mái, đều đi được cả hai con mái luôn. Nhà mình không hiểu sao ghép đôi sinh sản rất là dễ đối với chà mào. Nó đã đi với nhau luôn rồi thì tí nữa mình bắt con mái nào dạng được, miễn là bắt được một con trống thôi. Đấy, con mái thì nó khác dòng rồi, không quan trọng. Cũng rất là nhiều anh em hỏi là mình cho ăn cám gì với tất cả các loại chim nhà mình, thì cũng thưa với anh em luôn là mình cho ăn cám ba vì mọi người nhá. Đây, cám ba vì, cám trứng ba vì ở khu mình là 70.000 10 túi. Đấy thì mình cứ mua chục một mua về cho chim ăn. Trung bình với lượng chim nhà mình thì đối với những cái con mà sáo đá cũng như là sáo nâu nhà mình ăn thì thực sự là nó ăn rất là nhiều mọi người ạ. Ăn rất là tốn luôn. Đấy, có những cái thời điểm nhà mình phải cho ăn cám gà. Nhưng mà cám trứng nó cũng rẻ mọi người ạ, mà nó cũng tốt. Thì nhà mình thường là khoảng một ngày, hai ngày
2 ngày mọi người ạ. 2 ngày là hết 2 túi nha mọi người nha. Một hai cái túi là sẽ đong ra được một cái hộp này. Đấy thì 2 ngày sẽ hết 2 túi. Rất là tốn. Nhưng mà nó là đam mê mọi người ạ. Đam mê thì đã nuôi chúng rồi thì phải cho chúng ăn tốt. Thì bây giờ mình cũng sẽ cho ăn nhanh nhá, cho ăn nhanh thôi để tí nữa mình sẽ ra ngoài bờ ao để xem là cái đàn gà bắc tít cho mình thế nào, bắc cọc. Đấy thì mình cũng có nhập vài em về nuôi nhá. Đấy thì mình nhập cả tân châu nữa. Thì tân châu nó cũng đã bị mất một con rồi. Đấy. Do yếu quá mọi người ạ, yếu quá. Thì hy vọng là nó sẽ không lây ra những cái con gà tre bắc tộc cho mình. Đấy, bây giờ mình đang đi trên đường vườn nhà mình nhá. Đấy thì hôm nay thì mọi người thấy là gió rất là to. Thời tiết cũng đã lạnh dần rồi. Đấy, gió này. Gà tre nhà mình nó phải tạt hết vào trong. Nó thấy mình ra thì nó lại chạy ra ngoài. Nó tưởng là cho chúng ăn mọi người ạ. Mặc dù con nào nó cũng diều no hết rồi. Thế mà cũng ra ngoài để tưởng là cho ăn. Đấy ra nhà mình nhìn nó cứ mổ lông nhau này mọi người. Kể cả gà con những gà to nó cứ trụi lụi ra. Đấy nuôi thiếu chất. Mặc dù là cám nhà mình cũng rất là đủ chất rồi. Cũng không hiểu là nó cứ buồn, nó chán, nó cứ mổ lông nhau. Không biết làm thế nào. Tách ra thì không có chỗ nuôi. Đây thì đây mình đã nuôi ở trong lều này nha mọi người nhá. Mình nuôi trong lều này. Đây đây rất là kín rồi. Đây để mình xem nào. Đây nhìn qua hiện tượng mọi người nhá. Đây con gà mà đen đứng trong góc kìa. Đấy con đó là sẽ yếu nhất mọi người. Con đó là yếu nhất. Hôm nọ nó là con khỏe nhất đấy mọi người. Thì hôm nay yếu nhất này. Không hiểu lý do tại sao, khả năng là bị lây của con gà kia. Đấy, nước thì mình đã pha và mình đã dùng thuốc rồi. Mình phải pha thuốc và nước, cộng là thuốc nhỏ nữa. Thì mới được như này mọi người ạ, không thì có khi là đi rồi. Con gà tân châu thì nó to hơn, thì nó có thể lực tốt hơn. Đấy, mình úm ở cái trong cái điều kiện mà cái hộp này cũng là rất là bảo. Không có một khe hở nào, gần như là vậy. Ấm lắm. Mà cái không gian nó cũng vừa đủ. Thì cái thức ăn này mình cũng để qua đêm. Để qua đêm cho chúng ăn. Nó chúng thích ăn thì ăn. Nhưng mà mình tính lại rồi là tốt nhất là cho ăn theo bữa. Mình cứ nó ăn xong rồi thì chán ăn rồi thì mình sẽ lại bỏ ra. Bỏ ra và để cho chúng đến bữa mình sẽ cho ăn tiếp. Đấy thì nước thì mình đã pha từ đêm hôm qua mọi người nhá. Cái nước mà để cho chú uống ấy. Thì cứ để đây thôi. Chiều mình sẽ thay. Sẽ thay một lần nữa. Đấy trời trong xanh mọi người ạ. Và công việc tiếp theo hôm nay của mình là sẽ đi về chuyển đôi chào mào và đôi chuyền lửa nhá. Đấy về cá vi to kia. Trước đấy thì nhà mình cũng tính là ghép đôi chuền lửa vào đây. Đấy để cho chúng yên tĩnh cũng như kín gió, sinh sản tốt. Và mình cũng đã làm cho chúng một cái hộp rồi, cái hộp tổ đây mọi người. Cái tổ này có kích thước khá là to mọi người nhá. Và đối với các loài chim khác thì cái ổ này khá là to với chúng. Nhưng mà đối với chuyền lửa thì với cái đuôi dài như thế thì cái tổ này là không là cái gì đâu mọi người ạ. Nó sẽ rất là vừa luôn. Mình cũng tính ghép chúng ở đây nhưng mà tình hình là cái AV này không có nắng mọi người ạ. Và đối với chòe thì rất là cần phơi nắng mọi người nhá. Chòe nó rất là thích tắm và phơi nắng. Đấy cho nên là mình đã nhận ra là nên thả chúng ra cái avi to kia. Và ban nãy thì mình cũng đã chuyển xong rồi mọi người nhá. Đây thì đôi chào màu nhà mình đây. Đây. Đây cho mọi người xem nhá. Đấy đôi chào màu này nhà mình này. Vừa chuyển ra xong. Ghép đôi luôn rồi. Thành đôi luôn. Đây mình có quả đu đủ cho chúng luôn này. Thì cái đôi chào màu này nhà mình thành công sinh sản nó sẽ là 90% mọi người nhá. 90% đến mùa gần như là sẽ thành công luôn. Vì cái đôi này nhà mình đều nuôi non hên này. Và nó cũng rất là thuần rồi. Cái chính là chúng rất là thuần mọi người ạ. Cho nên là cái tỷ lệ sinh sản mà thành công sẽ cao hơn nhá. Đấy. Còn được kìa mọi người. Nó vẫn đang hơi sợ, hơi nhát. Vừa nãy là mình bắt bằng cái vợt ấy. Và cái avi to kia vắt rất là khó. Đấy cái đôi này nữa. Đôi này là nó cũng già rồi mọi người. Cho nên là cần sự thay thế bởi một cái đôi khác. Hy vọng là cái đôi này nó sẽ thành công. Đấy.
Thế mình tính là đôi này ở đây thì mình sẽ được rất là nhiều chàng mào sinh sản nữa. Hai đôi một năm mà được khoảng tầm 8-9 lứa từ hai đôi này thì cũng không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Đấy, rất là nhiều luôn. Thì cái đôi trên được, ngoài kia thì mình cũng có tổ cho chúng rồi. Hy vọng là ở ngoài kia thì chúng sẽ sống thoải mái và tốt hơn. Đấy, cái đôi trà màu này mình thuần, nó còn thuần hơn cả đôi già kia. Đấy, đều là nuôi non hết rồi. Đấy, cái đôi già đấy. Đôi già này nó cũng sinh sản rơi vào khoảng tầm 6-7 năm rồi mọi người ạ. 6-7 năm rồi. Đấy, thì mình ra ngoài này xem có trời lửa nó như nào. Vừa là rất là hoảng mọi người. Đấy, ngoài này thì có nắng này. Đấy, y như rằng là nó đã phơi nắng luôn này. Đấy, phơi nắng ngay lập tức. Cái AV này nhà mình thì đậm chất là thiên nhiên rồi. Đấy, có cả nền đất cũng như là cây cối. Trong con này nó rất là nhàn mọi người. Đứng rất là ung dung. Đây thì em chuẩn lửa mái đây. Con này có vẻ bị đau chân mọi người ạ. Thì có vẻ hơi bị đau chân này. Đấy, co một chân. Không biết là lý do tại sao. Hay là vừa đã mình bắt nó thì nó bị như thế. Đấy. Đau đau chân mọi người ạ. Hình như nó bị đau cái móng ở đằng sau. Hy vọng nó sẽ ổn. Thực ra là do những cái móng đau chân này, chim bị rụt chân là chuyện bình thường mọi người. Có thể nó bị móc ở đâu đấy. Hoặc là do lúc mình bắt. Đấy, sơ sẩy một tí là nguy hiểm. Bồi bổ thêm mọi người. Chỉ còn cách là mình sẽ tăng cường thêm mồi cho chúng. Để chúng sẽ khỏe hơn thôi. Đấy, con trời lửa nó vẫn phơi nắng kìa. Đấy. Nó thì nó phơi nắng nhiệt tình luôn. Đấy, đứng đây từ nãy giờ khoảng tầm 15 phút rồi mà nó vẫn chưa đi ra chỗ khác. Đấy, chứng tỏ là con chim này nó đang rất là thiếu nắng mọi người. Rất thiếu nắng luôn. Chim nó phải có nắng, có gió thì nó mới khỏe. Gió chứ không phải gió quá đâu mọi người nhá. Đấy, mình đây nói gió là nó thiên nhiên, tự nhiên thôi. Chứ không phải là gió quá thì vứt đi. Hỏng luôn đấy mọi người. Thôi xong rồi mọi người ơi, thôi xong rồi. Con gà này nhà mình đã bị soi lồng mọi người ạ. Soi lồng rồi mọi người ơi, hôm nay đúng là một ngày đen. Thực ra là vừa mình cho cá ăn này, sau đó mình đã thấy con gà xám này nó đã nằm một góc ở cái khu vực góc vườn rồi. Đấy, xong rồi mình vừa rửa xong thì mình nhốt nó vào đây. Mọi người có thể thấy là cái thới, cái đằng chân sau nó đã sưng hết rồi mọi người nhá. Đã tước hết rồi và phần mỏ, đầu mỏ này đã bay đầu mỏ rồi. Con gà này gần như là năm nay sẽ không thể chơi được. Mình khẳng định luôn mọi người là con gà này năm nay sẽ không thể chơi được. Vì cái phần tới này mọi người này. Đấy. Cái phần tới này có thể là không sao. Nhưng mà cái phần mỏ này, cái phần mỏ này mình không bắt được cho mọi người xem. Vì bắt gà này rất là dễ bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng cũng như là chính sách của YouTube cho mọi người nhá. Đây mọi người, cái lồng này, cái lồng này là rỗ con gà khác. Tí mình sẽ cho mọi người xem. Đây là sơn máu luôn này. Đấy, nó soi lồng từ rất lâu rồi. Nhưng 4 giờ mình dậy cho gà ăn thì mình mới thấy. Mỗi con gà trong ngoài thì nó nằm im rồi. Còn con gà ngoài kia thì nó đã nằm một góc. Đấy, sơn máu luôn. Thực sự là nhà mình đợt này khá là đen đủi mọi người ạ. Đây thì mình cho mọi người xem tiếp con gà ở trên này. Mình vừa rửa xong thì mình bắt lên. Đấy. Gần như là cái chân nó vứt đi luôn. Con gà trọi có mỗi cái chân thì đây, như này thì hỏng rồi mọi người. Hỏng hẳn rồi. Chân này thì thực sự là không thể chơi được nữa. Và có nghỉ thời gian thì cũng rất lâu. Về phần mỏ thì cái mỏ viên bên kia thì nó cũng đã bị bay rồi mọi người. Hai con gà là nhà, hai con gà mà nhà mình quý nhất nhá. Quý nhất mang ra phơi nắng. Sau đó là đã chèn rất là kỹ rồi. Thế mà đến tầm này mà nó vẫn nhảy ra được thì thực sự là đen mọi người. Không biết nói thế nào luôn. Đúng hai con gà và tơ nhà mình có tương lai triển vọng nhất. Vừa hôm trước khoe với mọi người đấy. Đấy thì hôm nay như này. Thì ok mọi người nhá, để mình sẽ tìm cách khắc phục cái vấn đề này. Thì xin phép mọi người nhá, mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại mọi người những cái video kế tiếp nhá. Mình sẽ cập nhật cho mọi người về tình hình của chim chóc cũng như là gà qué. Và tạm biệt mọi người nhá, hẹn mọi người ở những video lần sau.